Thưa quý vị, VFF tiếp tục tiến hành bán vé trực tuyến cho trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ngày hôm nay, các tuyển thủ quốc gia sẽ tập trung trở lại tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết giải vô địch châu Á Asian Cup khởi tranh đầu tháng 1 tới. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ có một trận giao hữu quốc tế vào ngày 25 tháng 12 gặp tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thông báo của VFF, vé xem trận đấu này có 4 mệnh giá là 150, 200, 250, 300 nghìn đồng. Vé sẽ được bán trực tuyến trên hai trang vebongdaonline.com.vn và vebongdaonline.vn bắt đầu từ 16 giờ ngày 20 tháng 12 và kết thúc vào 12 giờ ngày 23 tháng 12 hoặc đến khi hết vé. Mỗi người chỉ được mua một lần bằng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân và số lượng vé tối đa cho một người một lần đặt lệnh là 4 vé cùng mệnh giá. Khách hàng có thể nhận vé chuyển trực tiếp qua dịch vụ Bưu điện Việt Nam nếu lựa chọn dịch vụ này và có địa chỉ tại 12 quận nội thành Hà Nội. Đối với khách ở ngoại tỉnh hoặc không sử dụng dịch vụ chuyển phát sẽ nhận vé tại trụ sở VFF từ 9 giờ ngày 23 tháng 12. Chủ nhà Philippines vừa gây sốc khi công bố danh sách các nội dung thi đấu môn điền kinh tại SEA Games 2019, trong đó có nhiều nội dung thế mạnh của Việt Nam bị cắt bỏ. Theo thông báo từ chủ nhà, tại SEA Games 2019, các vận động viên sẽ tranh tài ở 41 nội dung thi đấu của môn điền kinh. Tuy nhiên, một số nội dung cơ bản trong chương trình thi đấu của Olympic và là thế mạnh của điền kinh Việt Nam đã bị cắt bỏ, bao gồm nhảy xa nữ, nhảy cao nữ, đi bộ 20 km nam nữ, 10.000m nữ, 7 môn phối hợp nữ và marathon nữ. Ở chiều ngược lại, ban tổ chức SEA Games 2019 lại đưa hai nội dung mới là tiếp sức hỗn hợp 4x100m và tiếp sức hỗn hợp 4x400m vào chương trình thi đấu. Đây là lần đầu tiên hai nội dung tiếp sức hỗn hợp có mặt tại một kỳ SEA Games. Ban lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, việc chủ nhà không đưa vào các nội dung cơ bản của điền kinh như nhảy xa, nhảy cao là quá vô lý. Việt Nam cũng như các quốc gia khác sẽ gửi kiến nghị để bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên. Sau gần 10 ngày tranh tài sôi nổi, nhiệt tình và quyết liệt, tối ngày 19 tháng 12 tại nhà thi đấu của khu liên hợp thể thao Unna Thaidi, Naypyitaw, Myanmar, Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ 19 đã chính thức khép lại. Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á là sự kiện lớn nhất của Hiệp hội Thể thao Đại học Đông Nam Á, được tổ chức 2 năm một lần. Đây là cơ hội để sinh viên các nước trong khu vực được giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau. Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam tham dự Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á với 61 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bóng bàn, võ Việt Nam, karate, golf đã rất xuất sắc giành được 31 huy chương các loại với 16 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong đó, các vận động viên điền kinh đã thi đấu xuất sắc nhất khi giành được 11 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Võ Việt Nam tuy lần đầu có mặt tại đại hội nhưng cũng đã giành được 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Karate giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Bóng bàn cũng đã rất xuất sắc khi giành được 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Xin được chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế. Lionel Messi vừa thiết lập kỷ lục mới khi lần thứ 5 đoạt chiếc giày vàng châu Âu, giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở các giải vô địch quốc gia tại châu lục này. Ngôi sao người Argentina đã vượt qua Cristiano Ronaldo, người trước đó cũng đã có 4 lần đoạt giải thưởng, khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa giải trước. Messi ghi được tổng cộng 34 bàn thắng trong 68 trận ở các giải quốc nội Tây Ban Nha mùa giải 2017-2018 và giúp Barcelona đang qua ngôi vô địch La Liga. Thành tích này giúp chân sút 31 tuổi vượt qua tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah, người ghi được 32 bàn cho Liverpool ở các giải đấu nước Anh. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo chỉ ghi 26 bàn trong 52 trận cho Real Madrid. Đây là lần thứ 5 Messi vinh dự nhận được giải này sau các mùa giải 2009-2010 với 34 bàn, 2011-2012 với 50 bàn, 2012-2013 với 46 bàn và 2016-2017 với 37 bàn. Mùa giải năm nay, Messi cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở các giải hàng đầu châu Âu với 14 pha lập công. Ngôi sao Argentina chính là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Barcelona với 572 bàn sau 655 trận. Thưa quý vị, cựu tiền đạo nổi tiếng Ole Gunnar Solskjaer đã được chỉ định làm huấn luyện viên tạm thời của Manchester United cho đến cuối mùa giải năm nay để thay thế cho Jose Mourinho,
người vừa bị đội chủ sân Old Trafford sa thải do kết quả tệ hại ở Premier League mùa này. Theo thông báo của câu lạc bộ Manchester United, ngay từ ngày hôm qua, Solskjaer sẽ bắt đầu công việc ngay lập tức. Đồng thời đội bóng vẫn sẽ duy trì việc tìm kiếm một nhà cầm quân mới cho tương lai lâu dài của đội bóng thành Manchester. Trước đó một ngày, Jose Mourinho bị ban lãnh đạo Manchester United sa thải sau 2 năm rưỡi nắm quyền tại sân Old Trafford. Nguyên nhân bắt đầu từ việc MU có khởi đầu tệ hại nhất kể từ năm 1990 đến nay, hiện xếp thứ 6 sau 17 vòng đấu ở Premier League, kém đội đầu bảng.